Thầy cho con hỏi, một người muốn chứng thánh sơ quả Tu Đà Hoàn nên thực hành pháp môn gì? Và có bao nhiêu pháp môn để đưa người đó chứng quả Tu Đà Hoàn, thưa sư? Thì xin thưa với quý vị á, bây giờ mà quý vị muốn chứng quả thì nó dễ thì cũng dễ, mà nói khó nó cũng khó. Nói phương pháp thì nó cũng không có xa lạ gì, đó là gì? Thực hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như y túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo. Quý vị cứ thực hành là tự nhiên nó tới. Nhưng mà nhớ, mình thực hành á là để mình bớt tham, bớt sân, bớt si. Đó, rồi để cho mình có giới, có định, có tuệ. Chứ còn mình thực hành á mà để chừng nào mà tôi chứng sơ quả thì coi chừng ngang hôm nào đó đó, nó gọi là nó mát rượi toàn thân, rồi nó chạy rần rần ở trong người á, như là điện giật á, rồi mình nói trời chứng thánh rồi, thánh rồi, là lúc đó mình chuẩn bị mình mua xi măng là mình xây tòa sen là mình chết nha. Cứ tu ha, cứ tu, rồi cứ xét coi cái phàm của mình á, nó còn bao nhiêu, cứ lo xử lý tụi nó đi nha, là được rồi. Chứ còn tu mà nhầm nhầm chừng nào tôi chứng sơ quả thì nguy hiểm quá. Rồi, xin mời sư chánh tâm. Giống như là bây giờ mình hỏi cách nào để đậu đại học bách khoa thủ khoa đó, thì con chữ thôi, hai chữ thiệt giỏi, đọc cho thiệt giỏi thôi. Còn mình chứng tạo đó, tu thôi, tu cho thiệt tu tu gì thì chỉ có một điều duy nhất là đừng có niệm xứ, đừng cảm giác. Còn cái chuyện mà mình học giỏi nói không là chuyện muốn đậu thủ khoa đại học bách khoa đó, thì mình chỉ có cách mà mình học thiệt giỏi để đây mình tu cho thiệt tu nha, tu cho thiệt tu, nên là mình tu tới tự nhiên đắc, còn chưa tới không đắc. Còn đây lại trong kinh chút xíu, mình nhớ mang máng là trong kinh có cái đoạn là, thì cái này chắc nhờ sư Hành Tệ hay là sư Tịnh Tường trợ giúp chỗ này, bị lâu quá không có động kinh này nó hơi quên, là cái trường hợp mà tu tứ niệm xứ 7 ngày ngày năm gì đó thì hai sư ra nhớ trợ giúp cho mình quên là hả? cắt là do mình không đủ á. Rồi Ở trong cái này thì sư hiện tại với Thiện Tâm thì nói quá rõ ràng sáng tỏ rồi, cho nên sư cũng xin lướt qua thôi. thì xin thưa với quý vị, cái vụ mà ở trong kinh tứ niệm xứ mà Đức Thế Tôn có nói là một người thực hành tứ niệm xứ là 7 năm là có thể chứng, còn có thể có khi không tới 7 năm, chỉ cần 7 tháng, có khi không tới 7 tháng cũng chỉ cần có 7 ngày. Thì xin thưa với quý vị, ở trong chú giải cũng nhắc chúng ta như vậy, với điều kiện mình phải tu đúng, phải tu đúng, nếu còn mình tu không đúng thì nó không chứng. Phải tu đúng, mà muốn tu đúng thì nó cũng có nhiều cái yếu tố, nhưng mà phải tu đúng trước cái đó. Và hơn nữa đó, trong chú giải còn có nói như vậy nữa nè, là cũng phải đầy đủ các cái ba la mật. Còn ba la mật chưa đủ á, mình tu cũng chưa có đúng. Ngay cả cái bài kinh tứ niệm xứ, xin thưa những vị đàng hoàng nha, sư không nói là những vị ức ơ nha, những vị đàng hoàng á, 10 vị đọc bài kinh tứ niệm xứ là có 10 cách thực hành khác nhau phù hợp với cá nhân vị đó. Quý vị tới kêu sư chỉ hướng dẫn tứ niệm xứ cho quý vị, sư hướng dẫn theo cách của sư, mà quý vị đi qua nhờ sư chánh tâm hướng dẫn là sẽ hướng dẫn theo cách hiểu của sư chánh tâm, mà nhờ sư tuệ tường hướng dẫn là hiểu theo cách của sư tuệ tường. Ngay cả một bài kinh tứ niệm xứ mà đọc vào đó, mỗi một vị sẽ hiểu một cách khác nhau và thực hành theo cách khác nhau. Nhưng mà đương nhiên nó phải có cái chung, phải có cái chung, nhưng ở trong cái chung đó sẽ có một vài cái điểm khác, có vị sẽ chú ý cái chỗ này, có vị chú ý điểm chỗ khác đó. Thành ra là cũng nhiều khê lắm chứ không phải đơn giản đâu. Thôi qua câu khác.